Hello, xin chào mọi người, mình là Khánh. Thì mọi người thấy mình mặc cái này thì cũng biết là cái này là cái gì à. Đúng, cái này là hanh bóc nha. Hiện tại thì hôm nay Khánh đi với, có hẹn với chị và hai người bạn sẽ đi Hoàng Cung ở Hàn Quốc để mà mặc cái hanh bóc và chụp ảnh với mọi người. Thì hôm nay Khánh sẽ đi và quay lại những cái mà hôm nay Khánh đi cho mọi người xem nha. Bạn đồng hành. Ban đầu là tụi mình định mướn hanbok một cái tiệm mà được review rất là nhiều trên mạng. Nhưng mà đến thì mới biết là phải đặt giờ trước thì mới được mướn. Mà tụi mình lại không đặt trước, nên bây giờ phải đi tìm chỗ khác nha mọi người. Đi một hồi thì tụi mình quyết định mướn ở một cái tiệm gần ga tàu điện ngầm. Ở đây thì nó không được đẹp bằng cái tiệm ban đầu mà tụi mình tính mướn, nhưng mà được cái ở đây giá thì chỉ bằng 1/3 cái tiệm kia thôi. Bởi vậy cái việc không mướn được chỗ kia không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Đang lừa say sưa thì gãy cái móc gớt áo người ta luôn. Lừa một hồi thiệt tình là không biết mặc áo là luôn. Hay là Khánh mặc áo vua này nha mọi người. Các em ủng hộ cái Khánh mặc áo vua này không? Chối quá chối. Giá để mướn một bộ hanbok nam giống như Khánh là 15.000 won, là khoảng 300.000 tiền Việt Nam. Nói chung là cũng không mắc. Còn đây là chị gái của Khánh. Giá để mướn một bộ hanbok nữ như thế này là 20.000 won, là 400.000 tiền Việt Nam nha mọi người. À, mọi người có ai thắc mắc là tại sao nữ lại mắc hơn nam 5.000 won không? Tại vì nữ còn được làm tóc miễn phí và được sử dụng những cái phụ kiện này để gắn lên tóc, hoặc là mang theo những cái này mà không tính thêm tiền nha. Ở đây còn có cả hanbok cho trẻ em luôn nha mọi người. Bây giờ là tụi mình phải đi qua đây mua vé. Mà hình như nghe nói là nếu mà mặc hanbok là được vào miễn phí. Nhưng mà cái điều đó thì chưa có xác thực được, phải vào đây xác thực mới biết được. Đây, đến đây mọi người chỉ cần mặc hanbok như thế này là sẽ được vào miễn phí nha. Đây nha mọi người, cái chỗ mà những cái miếng hướng dẫn du lịch á, nó có cả tiếng Việt, rồi tiếng Thái, tiếng tất cả các loại tiếng luôn nha. Đây, ở đây cũng rất là hoan nghênh khách du lịch Việt Nam, cho nên là có tiếng Việt nha. Là hôm nay Khánh đi vào đây là chủ yếu làm cameraman cho ba cô gái. Ở đây có thể nhìn thấy núi rất là đẹp luôn nha. Còn chỗ này chắc là ngày xưa là dưới này nuôi cá nè. Kiểu giống như là có nước nó vòng quanh cái hoàng cung rồi sông, kiểu như có cá rồi bơi dưới này giống trong phim vậy đó. Khá là đẹp luôn, phải nói là đẹp. Đây là phía xa là kiểu như là nó đang diễu hành, cầm dao cầm búa gì tùm lum hết trơn. Cái đang được giống như series gì, giống như cháy sorry bên mình vậy. Cái này mình chỉ được thử một lần nữa nha. Không, tại cái đỏ nhất nếu mà ăn vô có cái gì thì đâu có được thử lần thứ hai nữa. Đấy, ăn đi. Quay chưa? Quay rồi, đang quay nãy giờ cha. Cái này là kiểu như chị mình nói là cái này ăn được, nhưng mà cũng không chắc là ăn được hay không. Cho nên là bây giờ là thử. Cái này chỉ thử được một lần thôi nha. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đâu có thử được lần thứ hai nữa. Giống trái seri đúng không? Ăn giống cái trái chầm á. Trái seri. Ăn giống trái chầm á. Trái seri. Trái chầm. Trái seri. Bây giờ đi vào trong. Đây là các anh lính canh gác. Cũng rất là bắt
trend đeo khẩu trang mùa corona nha. Đây là khu vực mà kiểu như là lên điện chầu vua của triều đình ngày xưa. Cái đó là xa xa các bạn có thể thấy đó là ghế vua nha. Cái này chỉ được xem thôi, không được vào. Em bánh khoai nãy giờ á. Ô, anh không đọc à? Mấy người này đứng vòng quay. Nam quốc sơn hà nam tế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư dương hà. Sau khi một hồi chụp ảnh á, thì mới phát hiện ra là gỡ cái nón á, thì nó nhìn sẽ bất kỳ hơn, đúng không? Không, vẫn kỳ mà. Đúng là cái nón nãy giờ nó dìm mình quá. Tuy là gỡ ra nó cũng không đẹp hơn, nhưng mà nó đỡ kỳ hơn, đúng không em? Cái nón đâu rồi anh? Anh Quân à? Anh đi rồi đó. Ở xa thì đang có một nhóm người Hàn là kiểu giống như là người ta là đi chụp hình mẫu chuyên nghiệp á, mướn đồ và chụp rất là chuyên nghiệp luôn. Đây là hình ảnh sau 2 tiếng vật vả. Trung Quốc cung các bạn nhé. Cung kiến phúc nha các bạn. Cảnh rất là đẹp luôn. Nãy giờ đã lội trong đây khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Phía xa xa nhìn cái này nhớ Cũ Trùng Đài của Vũ Như Tô.